Vợ chồng Trấn Thành Harry Won trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh tuyệt đẹp tại Hàn Quốc khiến fan trầm trồ. Dù cưới nhau đã được 3 năm nhưng Trấn Thành Harry vẫn luôn ngọt ngào như thuở mới yêu. Trấn Thành Harry đang cùng nhau có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau nụ hôn lãng mạn trong khung cảnh tuyệt đẹp của xứ sở Kim Chi. Dù đã kết hôn được 3 năm nhưng Trấn Thành Harry vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu. Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau mọi lúc mọi nơi khiến người hâm mộ phải trầm trồ ghen tị. Một vài hình ảnh khác tại Hàn Quốc của vợ chồng Shin Ri và những người bạn. Mới đeo trên đám cưới thế kỷ đông như ông Cao Thắng, MC Trấn Thành hài hước đùa rằng khi anh và Harry Won kỷ niệm 10 năm bên nhau sẽ đưa cả showbiz sang Bali hoặc Hawaii để tổ chức tiệc thật hoành tráng. Chắc chắn đến ngày đó showbiz Việt lại có dịp được quẩy tưng bừng như trong lễ cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng mới đây.